Chào cả nhà nha. Chào cả nhà đã đến với kênh của anh Ba Miền Quê mình nha. Hôm nay mình đi xin thanh long cả nhà, xin thanh long về trồng. Thấy có cái vườn này phá bỏ, mình đi xin về mình trồng cả nhà. Xung quanh đây toàn là thanh long không cả nhà. Cả nhà thấy không? Xung quanh toàn là thanh long không. Hầu như người dân ở đây là đặc biệt là trồng cái thanh long không cả nhà. Thanh long trồng thì cũng có người đạt, người cũng có tiền, cũng có người cũng thất bát cũng phá cả nhà. Cái đám này mình xin cả nhà, thấy phá mình xin về mình trồng. Chặt dây sáng giờ cả nhà. Đây thanh long đực trắng. Đám xa xa ngoài kia là trổ, trổ qua. Nè cả nhà, thanh long mình chặt. Bỏ đống cả nhà. Là mình bỏ đống nè, mình chuốt. Chuốt nè. Mình chuốt về mình trồng mới được cả nhà, nó cây thanh long mình chuốt nè. Mình gặp cây mình chuốt nè cả nhà. Chuốt được ghim. Ghim xuống cho nó không thúi cả nhà, đóng luôn. Đây, cái nước bao bị bỏ tùm lum cả nhà, đó. Mình chuốt mình bỏ đó cả nhà, quá mưa cực quá. Thì cái quy trình trồng thanh long á là mình phải đi xin dây về hoặc là mình mua. Còn quen thì mình xin về rồi mình chuốt, chặt thì mình chuốt, chuốt đó mình chuốt để mình ghim vô trụ mình trồng. Bye bye cả nhà nha.